Ông Vladimir Putin sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 trong một gia đình công nhân tại Leningrad, từ năm 1991 đổi tên thành Saint Petersburg. Từ nhỏ, ông đã yêu thích thể thao và thích xem những bộ phim về các nhân viên tình báo. Chính vì vậy, ông không chỉ là kiện tướng thể thao về võ sambo và judo mà còn rất giỏi bơi lội, cưỡi ngựa, trượt tuyết. Năm 1975, ông Putin tốt nghiệp ngành luật quốc tế tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Leningrad và được tuyển dụng vào Ủy ban An ninh Quốc gia. Năm 1984, ông học tại trường cao cấp của KGB, nay là trường tình báo đối ngoại, theo chuyên ngành các nước nói tiếng Đức. Năm 1985, ông sang công tác tại Đức. Đến cuối năm 1989, ông được bổ nhiệm làm giám đốc nhà hữu nghị Xô Đức ở Dresden. Năm 1990, ông làm phó tiến sĩ kinh tế tại Học viện Mỏ, nghiên cứu chủ đề hoạch định chiến lược các nguồn tài nguyên vùng trong bối cảnh thành lập các mối quan hệ thị trường. Sau khi chế độ Đông Đức sụp đổ, ông trở lại Nga để làm cố vấn của Chủ tịch Hội đồng thành phố Saint Petersburg Anatoly Soban. Từ năm 1994, ông Vladimir Putin là phó chủ tịch chính quyền Saint Petersburg. Ở cương vị này, ông phụ trách các vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư, hợp tác với các công ty nước ngoài và thành lập các công ty liên doanh. Năm 1992, ông rời KGB với hàm trung tá quân dự bị. Tháng 8 năm 1996, ông Putin chuyển đến Moscow, trở thành phó của ông Pavel Borodin, người đứng đầu phủ tổng thống Nga. Sau đó ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan kiểm soát chính của phủ tổng thống liên bang, thay thế ông Alexei Kurin. Tháng 7 năm 1998, ông Putin lên làm giám đốc cơ quan an ninh liên bang. Tháng 3 năm 1999, ông trở thành thư ký hội đồng an ninh Nga. Tháng 8 năm 1999, ông được bổ nhiệm làm thủ tướng chính phủ. Giai đoạn trở thành nguyên thủ quốc gia Nga, ngày 31 tháng 12 năm 1999, sau khi Tổng thống Nga đầu tiên Boris Yeltsin từ chức trước thời hạn, ông Vladimir Putin trở thành quyền Tổng thống. Ngày 26 tháng 3 năm 2000, với 52,94% phiếu bầu, ông Vladimir Putin được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga. Ngày 7 tháng 5 năm 2000, ông Putin nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống Nga. Ngày 14 tháng 3 năm 2004, ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2 với 71,31% số phiếu bầu. Tháng 4 năm 2008, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất. Tuy nhiên, ông Putin chưa bao giờ gia nhập đảng. Ngày 7 tháng 5 năm 2008, ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Nga. Từ tháng 5 năm 2008 cho đến tháng 5 năm 2012, ông Vladimir Putin là Thủ tướng Chính phủ Nga. Đến cuối năm 2011, ông được Đảng nước Nga Thống nhất giới thiệu tranh cử Tổng thống. Trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4 tháng 3 năm 2012, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng với 63,6% phiếu bầu. Ngày 6 tháng 12 năm 2017, đương kim Tổng thống Nga tuyên bố sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư với tư cách ứng viên độc lập. Ông được dự đoán sẽ tiếp tục giành chiến thắng với sự ủng hộ rất lớn của người dân. Với những người chống đối, nhất là từ phương Tây, Vladimir Putin là một nhà lãnh đạo độc tài dùng mọi mưu mẹo, quyết không từ bỏ quyền lực, là người đã dẫn nước Nga đến cờ hờ yến TR Anh, bị cộng đồng quốc tế cô lập và phá hoại nền kinh tế đất nước. Còn với những người ủng hộ, đó là nhà lãnh đạo đã lèo lái nước Nga khỏi tình trạng hỗn loạn của thời hậu Liên Xô, từng đưa nền kinh tế tăng trưởng ở một mức độ chưa từng có, giúp hàng triệu người đổi đời và làm vững mạnh nước Nga trên trường quốc tế. Nhìn Putin thế nào thì còn tùy vào lăng kính của mỗi người, nhưng có một thực tế, sau nhiều năm cầm quyền, ông vẫn chiếm được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng. Những phát ngôn để đời của Vladimir Putin. Một phần đáng kể dân số thế giới vẫn không đủ khả năng mua nhà ở tiện nghi, giáo dục và chăm sóc sức khỏe chất lượng. Một nhân vật nhận tiền từ nước ngoài cho công việc chính trị của mình và do đó phục vụ cho một số lợi ích nước ngoài, không thể là một chính trị gia ở Nga. Trên hết, những môn thể thao như judo, theo quan điểm của tôi, dạy mọi người liên hệ với nhau. Họ dạy chúng tôi tôn trọng đối tác, dạy chúng tôi hiểu rằng một đối tác bên ngoài yếu ớt không chỉ có thể gây ra sự phản kháng xứng đáng,
mà nếu bạn thả lỏng và coi thường quá mức, thậm chí có thể giành chiến thắng. Tất cả những nỗ lực nhằm xoa dịu Đức Quốc xã từ năm 1934 đến năm 1939 thông qua các hiệp định và hiệp định khác nhau là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức và vô nghĩa về mặt chính trị, có hại và nguy hiểm. Bất kỳ người dân nào cũng có quyền tự quyết, và hiện nay ở châu Âu, quá trình làm loãng chủ quyền quốc gia trong khuôn khổ một châu Âu thống nhất được chấp nhận nhiều hơn. Bất cứ ai không hối tiếc về sự ra đi của Liên Xô là không có trái tim. Bất cứ ai muốn nó được khôi phục đều không có não. Đối với những nhà tài phiệt mua lại các đội thể thao ở nước ngoài và đầu tư tiền ra nước ngoài, tôi sẽ không coi hiện tượng này là một điều gì đó tồi tệ. Tại một thời điểm nhất định, chúng tôi đã thấy cảnh sát đàn áp các nhà hoạt động chiếm phố oan. Tôi sẽ không gọi các hành động của cảnh sát là phù hợp hay không phù hợp. Cuối cùng, Nga đã trở lại đấu trường thế giới với tư cách là một quốc gia mạnh, một quốc gia được những người khác chú ý và có thể tự đứng lên. Ít nhất là ở Nga, bạn không thể chỉ truy cập vào cuộc trò chuyện điện thoại của ai đó mà không có lệnh của tòa án. Đó ít nhiều là cách một xã hội văn minh nên đi để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Trở lại giữa thế kỷ 18, vào năm 1745-1747, Ossetia là người đầu tiên trở thành một phần của đế chế Nga. Vào thời điểm đó, nó là một thực thể thống nhất, Bắc và Nam Ossetia là một bang. Giữa các quốc gia lớn, chắc chắn luôn có một số điểm chung và những điểm căng thẳng. Chechnya là một phần và bưu kiện của Liên bang Nga. Trung Quốc đã tạo ra các công cụ đầu tư rất tốt, bao gồm toàn bộ mạng lưới các quỹ rất lớn. Quỹ đầu tư tư nhân của Nga làm việc với một số quỹ đó, với các quỹ đầu tư lớn nhất của Trung Quốc. Trung Quốc là một đất nước tuyệt vời với một nền văn hóa tuyệt vời, với những con người hấp dẫn, cần cù và tài năng. Việc xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt đầu tiên đã được bắt đầu vào những năm 1960, ở đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, và trong suốt những năm đó, từ những năm 1960 cho đến ngày nay, Nga đã thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình một cách rất nhất quán và đáng tin cậy. Bất kể tình hình chính trị như thế nào, Rommel cũng là một nhà độc tài đẫm máu giống như Stalin. Các nhà nhân khẩu học khẳng định rằng lựa chọn sinh con thứ hai đã là một lựa chọn tiềm năng có lợi cho người thứ ba. Bất chấp tất cả những thành tựu của nền văn minh, con người vẫn là một trong những sinh vật dễ bị tổn thương nhất trên trái đất. Hoạt động kinh tế đang chuyển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Nga có một lợi thế tự nhiên nhất định vì nước này cũng giáp với Thái Bình Dương. Người châu Âu đang thực sự chết mê chết mệt. Ngay cả trong những năm chiến tranh lạnh, cuộc đối đầu căng thẳng giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, chúng tôi luôn tránh bất kỳ cuộc đụng độ trực tiếp nào giữa dân thường và chắc chắn nhất là giữa quân đội của chúng tôi. Mọi thứ có lẽ sẽ không bao giờ ổn, nhưng chúng tôi phải cố gắng vì điều đó. Rất ít người hiểu được tầm quan trọng của thảm họa xảy ra vào cuối những năm 1980 khi Đảng Cộng sản thất bại trong việc hiện đại hóa Liên bang Xô Viết. Đối với Nga, không có và có thể không có một lựa chọn chính trị nào khác ngoài dân chủ. Tuy nhiên, nền dân chủ Nga hoàn toàn không phải là sự hiện thực hóa các tiêu chuẩn áp đặt lên chúng ta từ bên ngoài. Ai không hối tiếc về sự tan rã của Liên bang Xô Viết thì không có trái tim. Người muốn hồi sinh nó ở dạng trước đây thì không có đầu. Lịch sử chứng minh rằng mọi chế độ độc tài, mọi hình thức chính quyền độc tài chỉ là nhất thời. Chỉ có các hệ thống dân chủ là không nhất thời. Dù có khuyết điểm gì đi nữa, nhân loại vẫn chưa nghĩ ra điều gì cao siêu. Làm sao một quan chức hoặc một chính trị gia có thể được tin tưởng nếu anh ta nói những lời lớn tiếng vì lợi ích của nước Nga trong khi cố gắng lấy tiền của mình ra nước ngoài? Làm thế nào để một người kiểm soát cân nặng? Bằng cách không ăn quá nhiều, làm thế nào để giữ nguyên hình dạng? Một người chơi thể thao, không có viên thuốc thần nào ở đây cả. Tôi tin rằng tiêu chuẩn ở Nga nên trở thành một gia đình có ba đứa con. Tôi không bao giờ được hướng dẫn bởi một đánh giá khả thi về công việc của mình. Tôi là người đàn ông giàu có nhất, không chỉ ở châu Âu, mà trên toàn thế giới. Tôi thu thập cảm xúc. Tôi giàu có ở chỗ người dân Nga đã hai lần tin tưởng giao cho tôi quyền lãnh đạo một quốc gia vĩ đại như Nga. Tôi tin rằng đó là sự giàu có lớn nhất của tôi. Tôi tin rằng nhiệm kỳ tổng thống nên được giới hạn. Tôi tin rằng Hoa Kỳ đã hiểu và sẽ ngày càng hiểu rằng chỉ có một nước Nga mạnh mẽ mới đáp ứng các lợi ích thực sự của Hoa Kỳ. Tôi không đọc sách của những người đã phản bội tổ quốc. Tôi đến phòng tập thể dục.
tôi bơi hàng ngày và thỉnh thoảng tôi gặp gỡ bạn bè và làm những việc ngoại khóa. Tôi có một cuộc sống riêng tư mà tôi không cho phép can thiệp. Nó phải được tôn trọng. Tôi có thái độ rất tích cực với bất kỳ ai đang bảo vệ môi trường, nhưng không thể chấp nhận được khi mọi người đang sử dụng nó như một phương tiện để quảng bá bản thân, sử dụng nó như một nguồn tự làm giàu. Tôi không muốn nêu tên bất kỳ ví dụ cụ thể nào, nhưng thường thì chủ nghĩa môi trường được sử dụng để tống tiền các công ty. Tôi luôn yêu thích và say mê đọc tiểu thuyết của Jack London, Jules Verne và Ernest Hemingway. Các nhân vật được miêu tả trong sách của họ, những người dũng cảm và tháo vát dấn thân vào những cuộc phiêu lưu thú vị, chắc chắn đã định hình nội tâm của tôi và nuôi dưỡng tình yêu của tôi đối với hoạt động ngoài trời. Tôi chưa bao giờ tuyên bố Nga là một siêu cường năng lượng, nhưng chúng tôi có nhiều nguồn dự trữ hơn hầu hết bất kỳ nước nào khác. Chúng tôi đã luôn cư xử, và chúng tôi sẽ tiếp tục hành xử, một cách có trách nhiệm. Chúng tôi dự định sẽ tham gia vào việc xây dựng các quy tắc chung trong lĩnh vực năng lượng và tuân thủ các quy tắc được phát triển cùng nhau. Tôi yêu bóng đá. Tôi rất yêu thích các tác phẩm kinh điển của Nga, văn học cổ điển Nga. Nhưng tôi cũng đọc văn học hiện đại. Về văn học Nga, tôi rất thích Tolstoy và Chekhov. Và tôi cũng rất thích đọc Gogol. Bản thân tôi cũng biết một số người là người đồng tính. Chúng tôi có các điều khoản thân thiện. Tôi không thành kiến trong bất kỳ hình thức nào. Tôi đọc báo, cố gắng xem các chương trình thời sự trên truyền hình. Nhưng, theo quy luật, được ghi lại, trong ngày, tôi không có thời gian cho việc đó. Vì vậy tôi xem một cái gì đó được ghi hình. Còn về những tờ báo, tôi cố gắng vượt qua từng ngày. Ngoài ra, tất nhiên, tôi xem qua các bản tin. Tôi thấy rằng không phải tất cả mọi người ở phương Tây đều hiểu rằng Liên Xô đã biến mất khỏi bản đồ chính trị thế giới và rằng một quốc gia mới đã xuất hiện với những nguyên tắc nhân văn và tư tưởng mới làm nền tảng cho sự tồn tại của nó. Tôi dành một ít thời gian mỗi ngày để chơi thể thao. Tôi bơi hầu như mỗi ngày, 1.000 mét. Tôi nghĩ mỗi người nên có niềm tin nào đó bên trong mình, trong trái tim mình. Điều quan trọng không phải là sự thể hiện bên ngoài của đức tin này, mà là trạng thái bên trong của tâm hồn. Tôi nghĩ hạnh phúc là tình yêu. Tôi nghĩ sẽ ổn khi thị trưởng của thành phố lớn nhất ở Nga tham khảo ý kiến của Tổng thống. Tôi nghĩ người dân Mỹ nên bày tỏ sở thích của họ và chúng tôi sẽ chấp nhận lựa chọn của họ. Tôi nghĩ rằng cộng đồng quốc tế nên đoàn kết để chống lại những hiện tượng vô nhân đạo như các cuộc tấn công khủng bố và sát hại những người hoàn toàn vô tội. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên kiểm soát Internet. Tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình rất bình thường, thực tế là một gia đình công nhân. Cả cha và mẹ tôi đều là những công dân bình thường. Tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến thực tế rằng ở Nga, không giống như ở 1/3 quốc gia trên thế giới, đồng tính không phải là một tội ác. Tôi muốn bỏ thuật ngữ của quá khứ. Siêu cường là thứ mà chúng ta đã sử dụng trong thời chiến tranh lạnh. Tại sao lại sử dụng nó ngay bây giờ? Tôi vĩnh viễn biết ơn số phận và các công dân Nga rằng họ đã tin tưởng giao cho tôi làm người đứng đầu chính phủ Nga. Tôi chắc chắn rằng tham nhũng ở Chechnya là rất ít. Nếu người ta nhìn vào bản đồ thế giới, rất khó để tìm thấy Iraq, và người ta sẽ nghĩ rằng việc khuất phục một đất nước nhỏ bé như vậy là điều dễ dàng hơn. Nếu quốc gia không có khả năng tự bảo tồn và tái tạo, nếu quốc gia đó mất đi ý chí và lý tưởng quan trọng, thì quốc gia đó không cần đến những kẻ thù ngoại bang, nó sẽ tự sụp đổ. Nếu có những người hành động ngoài pháp luật, thì nhà nước phải sử dụng các biện pháp pháp lý để áp đặt pháp luật vì lợi ích của đa số. Đó là cách nó được thực hiện ở Mỹ, và đó là cách nó được thực hiện ở Nga. Nếu chúng ta nói chuyện một cách bình tĩnh, theo kiểu kinh doanh, hãy để tôi thu hút sự chú ý của bạn đến thực tế là Nga cung cấp vũ khí cho chính phủ hợp pháp của Syria tuân thủ đầy đủ các quy tắc của luật pháp quốc tế. Chúng tôi không vi phạm bất kỳ quy tắc và chuẩn mực nào. Nếu bạn khao khát trở thành nhà lãnh đạo của đất nước mình, bạn phải nói ngôn ngữ của chính mình, vì Chúa. Nếu bạn muốn thái độ cá nhân của tôi sẽ nói với bạn rằng tôi không quan tâm đến xu hướng tình dục của một người. Vào năm 1995, Nga hầu như trao cho Chechnya tư cách nhà nước và độc lập trên thực tế, mặc dù trên thực tế, nước này không công nhận Chechnya là một quốc gia độc lập. Và tôi muốn nhấn mạnh một cách mạnh mẽ rằng Nga đã rút toàn bộ quân đội của mình, chúng tôi chuyển các công tố viên, chúng tôi chuyển tất cả cảnh sát, tháo dỡ tất cả các tòa án, hoàn toàn, 100%.
Theo Hiến pháp Liên bang Nga, các vấn đề về chính sách đối ngoại và quốc phòng hoàn toàn nằm trong tay Tổng thống. Ở hầu hết mọi quốc gia, đặc biệt là ở Nga, việc chỉ trích những người nắm quyền là thời trang. Nếu bạn ủng hộ một người như tôi, bạn sẽ bị buộc tội đang cố gắng ăn mòn bản thân. Theo luật pháp quốc tế, chỉ có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới có thể trừng phạt việc sử dụng vũ lực đối với một quốc gia có chủ quyền. Bất kỳ lý do hoặc phương pháp nào khác có thể được sử dụng để biện minh cho việc sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia độc lập có chủ quyền là không thể chấp nhận được và chỉ có thể được hiểu là một hành động gây hấn. Ở nhiều nước hiện nay, các chuẩn mực đạo đức và luân lý đang được xem xét lại, truyền thống dân tộc, sự khác biệt về dân tộc và văn hóa đang bị xóa bỏ. Ở một số bang của Hoa Kỳ, đồng tính luyến ái vẫn là một trọng tội. Trong thế kỷ 20, Liên Xô đã coi vai trò của nhà nước là tuyệt đối. Về lâu dài, điều này làm cho nền kinh tế Liên Xô hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh. Bài học này khiến chúng ta phải trả giá đắt. Tôi chắc chắn rằng không ai muốn thấy nó lặp lại. Trong thế giới hiện đại, những người yếu kém sẽ nhận được lời khuyên rõ ràng từ du khách nước ngoài nên đi theo con đường nào và chính sách nào để theo đuổi. Thật vậy, Nga và Mỹ là đồng minh trong hai cuộc xung đột bi thảm của Thế chiến thứ hai và thứ nhất. Điều này cho phép chúng tôi nghĩ rằng có điều gì đó khách quan đưa chúng tôi đến với nhau trong những thời điểm khó khăn. Và tôi nghĩ, tôi tin, điều đó liên quan đến lợi ích địa chính trị và cũng có một thành phần đạo đức. Iraq là một quốc gia nhỏ bé nhưng rất đáng tự hào. Việc khuyến khích mọi người coi mình là đặc biệt, bất kể động cơ là gì là cực kỳ nguy hiểm. Cần phải trấn áp mọi hành động cực đoan, từ mọi phía, bất kể nguồn gốc của chúng. Thật sai lầm khi biến bất cứ ai trở thành kẻ thù, thật sai lầm khi khiến người dân nước mình sợ hãi trước kẻ thù đó và cố gắng tập hợp một số đồng minh trên cơ sở đó. Đó là một hiện tượng lịch sử mà trong 250 năm, một quốc gia có thể chuyển từ một thuộc địa thành một quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới và đứng đầu thế giới. Đó thực sự là một thành tựu, một sự tôn vinh tài năng của đất nước Hoa Kỳ, con người Hoa Kỳ và một hệ thống chính trị và kinh tế tối ưu. Thật đáng báo động khi Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào các cuộc xung đột nội bộ ở nước ngoài đã trở nên phổ biến. Đó là Nga mà một số người muốn loại bỏ. Họ vẫn sợ sức răn đe hạt nhân của chúng ta. Chúng tôi có chính sách đối ngoại của riêng mình cho dù họ muốn hay không. Báo chí, với tư cách là những mối quan tâm đến việc thu thập thông tin, rất khác với công việc tình báo. Theo nhận định của tôi, công việc của một nhà báo rất thú vị. Libya được chia thành các bộ lạc và thị tộc. Merkel đã chiến đấu ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng ông ấy có đủ dòng máu dân sự trong tay. Hàng triệu người trên khắp thế giới ngày càng coi Mỹ không phải là một hình mẫu của nền dân chủ mà chỉ dựa vào vũ lực thô bạo, tập hợp các liên minh lại với nhau dưới khẩu hiệu bạn ủng hộ chúng tôi hoặc chống lại chúng tôi. Tiếng Anh của tôi rất kém. Ý niệm của tôi về KGB đến từ những câu chuyện điệp viên lãng mạn. Tôi là một sản phẩm thuần túy và hoàn toàn thành công của nền giáo dục yêu nước của Liên Xô. Cha mẹ tôi nói với tôi rằng những đứa trẻ đã bị bắt khỏi gia đình họ vào năm 1941 và mẹ tôi đã lấy một đứa trẻ từ bà ấy với mục đích cứu nó. Quan điểm cá nhân của tôi là xã hội phải giữ cho trẻ em được an toàn. Mối quan hệ công việc và cá nhân của tôi với Tổng thống Obama được đánh dấu bằng sự tin tưởng ngày càng tăng. Tôi đánh giá cao điều này. NATO được xây dựng để chống lại Liên Xô vào thời của nó. Tại thời điểm này, không có mối đe dọa nào đến từ Liên Xô, bởi vì không còn Liên Xô nữa. Và nơi đã từng có Liên Xô, giờ đây có một số quốc gia, trong số đó có nước Nga mới và dân chủ. Không ai nghi ngờ rằng khí độc đã được sử dụng ở Syria, nhưng có mọi lý do để tin rằng nó đã được sử dụng, không phải bởi quân đội Syria, mà bởi các lực lượng đối lập để kích động sự can thiệp của những người bảo trợ mạnh mẽ nước ngoài của họ, những người sẽ đứng về phía những người theo chủ nghĩa chính thống. Không ai được phép chà đạp lên luật pháp một cách thô bạo. Không ai muốn Liên Hợp Quốc phải chịu số phận của Hội Quốc Liên, vốn đã sụp đổ vì nó thiếu đòn bẩy thực sự. Điều này có thể xảy ra nếu các quốc gia có ảnh hưởng qua mặt Liên Hợp Quốc và thực hiện các hành động quân sự mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an. Không đề cập đến nhu cầu chống khủng bố có thể là một lý lẽ cho việc hạn chế quyền con người. Không ai và không điều gì có thể ngăn cản Nga trên con đường củng cố dân chủ và đảm bảo các quyền và tự do của con người. Không ai nên ảo tưởng về khả năng giành ưu thế quân sự trước Nga.
Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Không ai nên đặt hy vọng của họ vào một phép lạ. Người ta có thể thực sự tận hưởng cuộc sống của mình chỉ khi trải nghiệm nó, và nó chắc chắn có liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Người ta phải không thành thật và hứa một điều gì đó mà bạn không thể thực hiện được. Vì vậy, bạn hoặc là một kẻ ngốc không hiểu những gì bạn đang hứa, hoặc cố tình nói dối. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn toàn rõ ràng. Họ là một quốc gia có mức sống cao và một cuộc sống an toàn, tự do và thoải mái. Quân đội của chúng tôi là người bảo đảm cho nền an ninh và độc lập của Nga. Xã hội của chúng ta, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa tự do, phải hiểu rằng phải có trật tự. Các hoạt động chính trị ở Nga nên càng minh bạch càng tốt. Tài trợ cho các hoạt động chính trị từ nước ngoài là điều mà nhà nước nên để mắt tới. Chính trị không nên can thiệp vào thể thao, và thể thao nên tác động đến chính trị. Tổng thống Obama đã không được người dân Mỹ bầu chọn để làm hài lòng Nga. Hành động phản đối và tuyên truyền là hai điều hơi khác nhau. Các bộ cải tiến có thể được tìm thấy trong bất kỳ môi trường nào. Nga và Trung Quốc là những đối tác rất tự nhiên. Chúng tôi là láng giềng với một biên giới chung bao la. Nga không và không thể có bất kỳ lựa chọn chính trị nào ngoài dân chủ. Tôi muốn nói và thậm chí nhấn mạnh rằng chúng ta chia sẻ những nguyên tắc dân chủ phổ quát được thực hiện trên toàn thế giới. Nga không sở hữu bất kỳ dữ liệu đáng tin cậy nào hỗ trợ sự tồn tại của vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào ở Iraq, và chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào như vậy từ các đối tác của mình. Nga không muốn đối đầu dưới bất kỳ hình thức nào, và chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ loại liên minh thần thánh nào. Nga là một phần của văn hóa châu Âu. Vì vậy, thật khó khăn khi tôi tưởng tượng NATO là kẻ thù. Nga phản đối việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Và trong bối cảnh này, chúng tôi kêu gọi các bạn Iran từ bỏ chương trình làm giàu uranium. Nga cần một quyền lực nhà nước mạnh và phải có nó. Nhưng tôi không kêu gọi chủ nghĩa toàn trị. Nước Nga sẽ không sớm trở thành bản sao thứ hai của Hoa Kỳ hoặc Anh, nơi giá trị tự do có nguồn gốc lịch sử sâu xa. Nền dân chủ Nga là sức mạnh của người dân Nga với truyền thống tự lập quốc gia của riêng họ, chứ không phải sự hiện thực hóa các tiêu chuẩn từ bên ngoài đối với chúng tôi. Một số chuyên gia tin rằng ai đó đang lừa dối Wikileaks, rằng danh tiếng của nó đang bị làm suy yếu để sử dụng nó cho các mục đích chính trị. Đôi khi cần phải cô đơn để chứng minh rằng bạn đúng. Gián điệp đã luôn xảy ra từ thời cổ đại. Stalin là nhân vật nổi tiếng nhất ở Nga. Chủ nghĩa Stalin được liên kết với sự sùng bái nhân cách và những hành vi vi phạm pháp luật hàng loạt, với sự đàn áp và các trại. Không có điều gì như vậy ở Nga và tôi hy vọng sẽ không bao giờ như vậy nữa. Chủ nghĩa khủng bố không có quốc tịch hoặc tôn giáo. Chủ nghĩa khủng bố một lần nữa cho thấy nó được chuẩn bị có chủ ý để không dừng lại ở việc tạo ra các nạn nhân là con người. Một kết thúc phải được đặt cho điều này. Như chưa từng có trước đây, điều quan trọng là phải đoàn kết các lực lượng của toàn thể cộng đồng thế giới chống lại khủng bố. Những kẻ khủng bố luôn là mối đe dọa đối với một ai đó. Nếu chúng tôi sợ hãi họ, điều đó có nghĩa là họ đã chiến thắng. Khả năng thỏa hiệp không phải là phép lịch sự ngoại giao đối với đối tác mà là tính đến và tôn trọng lợi ích hợp pháp của đối tác. Lịch sử và văn hóa hàng thế kỷ của Ấn Độ, các di tích kiến trúc hùng vĩ và bảo tàng ở Delhi, Agra và Mumbai có một sức hấp dẫn độc đáo. Vấn đề Chechnya là một vấn đề kéo dài hàng thế kỷ. Vấn đề là ngày nay, những kẻ theo chủ nghĩa chính thống và những kẻ khủng bố đang khai thác những vấn đề đã có từ nhiều thế kỷ trước đó để thực hiện các mục tiêu của riêng chúng mà không liên quan gì đến lợi ích của Chechnya. Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Nga được ký vào tháng 2 năm 2021 đã trở thành một bước tiến lịch sử thực sự. Những phát triển trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XNUMX đã khẳng định rằng đó là một bước tiến đặc biệt quan trọng và kịp thời. Sự lựa chọn dân chủ mà người dân Nga đưa ra vào đầu những năm 90 là cuối cùng. Liên minh Á-Âu là một dự án nhằm bảo tồn bản sắc của các quốc gia và cộng đồng Âu Á lịch sử trong thế kỷ mới, trong một thế giới mới. Tiềm năng kinh tế ngày càng tăng của Ấn Độ và Nga bổ sung cho nhau ở nhiều khía cạnh. Các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất thế giới đã nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh G2008 tháng 20 năm XNUMX không tạo ra các rào cản cản trở thương mại toàn cầu và dòng vốn. Nga chia sẻ những nguyên tắc này. Càng có nhiều trung gian,
càng có nhiều vấn đề. Con đường hướng tới một xã hội tự do không hề đơn giản. Có những trang bi thảm và vinh quang trong lịch sử của chúng ta. Triết lý của FIFA là mở rộng không gian bóng đá thế giới, lan tỏa không gian bóng đá thế giới. Quan điểm của chủ nghĩa bảo thủ không phải là nó ngăn cản sự chuyển động tiến lên và hướng lên, mà nó ngăn cản sự chuyển động lùi và đi xuống, vào bóng tối hỗn loạn và trở lại trạng thái nguyên thủy. Quốc hội Nga đã lên án hiệp ước Molotov-Ribbentrop. Con người Nga và văn hóa Nga là kim chỉ nam, là chất keo kết dính nền văn minh độc đáo này với nhau. Người dân Nga có quy tắc văn hóa riêng, truyền thống của riêng họ. Người dân Nga đã đơn phương lựa chọn theo hướng dân chủ vào đầu những năm 90. Họ sẽ không bị lạc hướng. Không ai nên có bất kỳ nghi ngờ nào. Các cơ quan an ninh nhà nước không nên được coi là một tổ chức hoạt động chống lại xã hội và nhà nước. Người ta cần hiểu điều gì khiến họ làm việc chống lại chính người dân của họ. Đôi khi, việc củng cố địa vị nhà nước của chúng ta được cố tình hiểu là chủ nghĩa độc tài. Nhiệm vụ của chính phủ không chỉ là rót mật vào cốc mà đôi khi phải cho thuốc đắng. Việc chuyển giao quyền lực luôn là một phép thử đối với hệ thống hiến pháp, một bài kiểm tra sức mạnh của nó. Những người sáng lập Liên Hợp Quốc hiểu rằng các quyết định ảnh hưởng đến chiến tranh và hòa bình chỉ nên xảy ra khi có sự đồng thuận của Mỹ và với sự đồng ý của Mỹ. Quyền phủ quyết của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đã được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Sự khôn ngoan sâu sắc về điều này đã làm nền tảng cho sự ổn định của các mối quan hệ quốc tế trong nhiều thập kỷ. Hoa Kỳ và các cơ quan an ninh của Nga thường xuyên trao đổi thông tin. Hoa Kỳ đã vượt quá biên giới của mình trên mọi lĩnh vực, kinh tế, chính trị và nhân đạo, và đã tự áp đặt mình lên các quốc gia khác. Sự gia tăng phi lý của thâm hụt ngân sách và sự tích tụ của các khoản nợ công cũng có sức hủy diệt tương tự như việc làm chứng khoán mạo hiểm. Cả thế giới công nhận những thành tựu văn hóa của Nga. Không thể hình dung văn hóa thế giới mà không có văn hóa Nga, không có âm nhạc và văn học của chúng ta. Điều tồi tệ nhất đối với một chính trị gia là cố gắng bám lấy quyền lực bằng mọi cách có thể và chỉ tập trung vào đó. Có những nước lớn và nước nhỏ, giàu và nghèo, những nước có truyền thống dân chủ lâu đời và những nước vẫn đang tìm đường tới dân chủ. Luật quốc tế có cả hai điều, nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết. Kẻ trộm phải ngồi tù, những người chống tham nhũng nên được trong sạch. Trả nhiều hơn là một cách dễ dàng. Trên thực tế, các khả năng giải pháp cho vấn đề là rất nhiều. Xã hội Hoa Kỳ không muốn đóng vai trò của cảnh sát quốc tế. Tất cả chúng ta đều khác nhau. Nhưng khi chúng ta cầu xin các phước lành của Chúa, chúng ta không được quên rằng Chúa đã tạo ra chúng ta bình đẳng. Chúng ta không cần một chính phủ suy yếu mà là một chính phủ mạnh mẽ sẽ chịu trách nhiệm về quyền của cá nhân và quan tâm đến toàn xã hội. Chúng ta phải ngừng sử dụng ngôn ngữ vũ lực và quay trở lại con đường giải quyết chính trị và ngoại giao văn minh. Chúng ta cần doanh nghiệp hiểu được trách nhiệm xã hội của mình, rằng nhiệm vụ và mục tiêu chính của doanh nghiệp không phải là tạo thêm thu nhập, trở nên giàu có và chuyển tiền ra nước ngoài, mà là nhìn và đánh giá những gì một doanh nhân đã làm cho đất nước, cho những người mà họ đã trở nên giàu có như vậy nhờ tài khoản của họ. Chúng ta cần sử dụng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tin rằng việc giữ gìn luật pháp và trật tự trong thế giới phức tạp và đầy biến động ngày nay là một trong số ít cách để giữ cho các mối quan hệ quốc tế không rơi vào hỗn loạn. Luật vẫn là luật, muốn hay không thì chúng ta cũng phải tuân theo. Chúng ta sẽ chiến đấu chống lại chúng, ném chúng vào nhà tù và tiêu diệt chúng. Chúng ta không nên chỉ tiêu thụ nhiên liệu hydrocarbon mà hãy sử dụng nó để phát triển năng lượng hạt nhân, thủy điện và các nguồn năng lượng tái tạo. Chúng ta không còn trong chiến tranh lạnh nữa. Việc nghe lén bạn bè là không thể chấp nhận được. Restata là gì? Đó là sự tuân theo luật hiện hành. Thế giới đơn cực là gì? Bất kể chúng ta làm đẹp thuật ngữ này như thế nào, nó có nghĩa là một trung tâm quyền lực duy nhất, một trung tâm lực lượng duy nhất và một chủ nhân duy nhất. Khi các nước đã có vũ khí hạt nhân và Liên Xô chỉ đang chế tạo chúng, chúng tôi đã có được một lượng thông tin đáng kể thông qua các kênh tình báo nước ngoài của Liên Xô. Bạn đã thấy ở đâu trên thế giới những người xây dựng làm mọi thứ đúng thời hạn, chất lượng tốt và giá cả tối thiểu? Chỉ cho tôi một nước như thế. Một đất nước như thế không tồn tại trên thế giới, bạn biết đấy. Không có một quốc gia nào như vậy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Ai không nhớ Liên Xô là không có trái tim. Ai muốn nó trở lại thì không có não. Tại sao thế giới không thích Nga?
tôi không nghĩ rằng chúng ta không được yêu thương hay bị coi là thiếu hiểu biết. Đúng vậy, cuộc sống ở Chechnya cho đến nay trông giống cuộc sống sau một thảm họa thiên nhiên hơn. Thực ra bạn có thể bơi theo bất kỳ cách nào bạn thích ở biển chết. Bạn phải tuân thủ luật pháp, luôn luôn, không chỉ khi họ tóm lấy bạn bởi vị trí đặc biệt của bạn. Bạn cần đặt máy bay không người lái trong tầm kiểm soát. Bạn cần phải đặt ra một số quy tắc tham gia nhất định để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thương vong về tài sản thế chấp. Nó vô cùng quan trọng.